Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video bài học tiếp theo. Hôm nay các anh chị và các bạn trông tôi thế nào? Trông có ngầu không ạ? Khu không ạ? Vâng. Hơi giống sao hội nâu một tí nhỉ? Nó vui vui thế thôi. Tôi sẽ bỏ kính ra ngay bây giờ nhé. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cái gì đó mới mẻ cho các anh chị để ý đến tôi thôi. Tên tôi là Phan Anh, chúng ta đã làm quen với nhau trong rất nhiều các bài học rồi. Và để không mất thời gian nữa, bài học này tôi sẽ nói về kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán. Vâng, vậy thì kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ chia cái quá trình giai đoạn bán hàng ra làm trước bán, trong bán và sau bán, được chưa ạ? Thế thì chúng ta đang nói về chăm sóc khách hàng sau bán. Tức là chúng ta đã giả định rằng cái phần bán hàng chúng ta đã thực hiện xong. Và bây giờ nó chính là cái phần chăm sóc khách hàng sau bán. Cái tác dụng của việc chăm sóc khách hàng sau bán là gì? Đó chính là làm cho khách hàng thêm thỏa mãn, thêm yên tâm, thêm được hài lòng. Và họ cảm nhận được rằng dịch vụ, sản phẩm của công ty, của người bán rất là chuyên nghiệp, có đúng không ạ? Đối với của công ty thì đó là cả một hệ thống. Còn đối với một sale thì đó là cái đẳng cấp của sale này so với sale khác, của công ty này so với công ty khác, được chưa ạ? Vậy thì kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán bao gồm những cái gì? Thì tôi sẽ gợi ý cho các anh chị một số những cái gạch đầu dòng sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải xây dựng cái quy trình chăm sóc khách hàng sau bán. Vâng, cái quy trình ở đây là như nào? Tức là chúng ta phải vẽ ra một cái quy trình. Bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, bước 4 là gì. Đó, chúng ta sẽ làm gì, tần suất như thế nào, bao lâu thì chúng ta sẽ làm một lần, đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi sẽ lấy thí dụ một cái quy trình chăm sóc hàng sau bán. Chẳng hạn sau khi khách hàng nhận được sản phẩm thì chậm nhất trong vòng 24 giờ cho đến 48 giờ chúng ta sẽ gọi điện thoại hỏi khách hàng là: anh chị ơi, anh chị đã nhận được sản phẩm chưa ạ? Anh chị đã sử dụng sản phẩm chưa ạ? Anh chị có thấy hài lòng không ạ? Có cần chúng em trợ giúp cái gì về mặt kỹ thuật hay là về mặt gợi ý không ạ? Vâng, rất là cảm ơn các anh chị đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi, và rất hân hạnh được phục vụ các anh chị trong những lần tiếp theo. Đó, đấy là cái bước đầu tiên, là chúng ta kiểm tra xem khách hàng đã sử dụng được sản phẩm của chúng ta hay chưa, đã nhận được hay chưa, và họ cảm nhận như thế nào, được chưa ạ? Và sau đó, đối với những cái sản phẩm bảo hành thì chúng ta cũng có thể là sẽ chăm sóc họ bằng cách bảo hành, nhắn tin cho họ chúc mừng sinh nhật với những cái khách hàng kết nối dài lâu như là mạng di động hay là ngân hàng, người ta vẫn thường làm như vậy, có đúng không ạ? Hoặc là cho họ cái chương trình giảm giá 30%, 50%, hay tặng quà cho họ nhân dịp sinh nhật của họ, vân vân vân. Đó chính là những cái nhiệm vụ, những cái nội dung chúng ta chăm sóc hàng sau bán. Thế nếu mà chúng ta bán một cái máy tính, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là như Apple họ vẫn thường làm như thế nào? Họ thường update các hệ điều hành, họ thường update các bản vá bảo mật. Đó chính là cái việc họ chăm sóc khách hàng. Hay là họ update các cái ứng dụng, đúng không ạ? Họ cải tiến các cái phần mềm cho người dùng. Đấy chính là chăm sóc khách hàng, để đảm bảo cái sự duy trì, cái sự kết nối và làm hài lòng hơn nữa và cái nhu cầu của khách hàng, và làm khách hàng thêm yêu mến, thêm trung thành đối với thương hiệu. Còn đối với các cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta thì chúng ta hãy cân nhắc xem là chúng ta sẽ làm những gì, bao nhiêu bước, từng bước đấy chúng ta sẽ làm nhanh hay làm chậm, được chưa ạ? Vâng, và tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác nữa. Chẳng hạn như là các bạn bán một cái máy xay sinh tố hoặc là một cái máy ép hoa quả, thì các bạn có thể chăm sóc khách hàng bằng cách là gì? Hàng tuần hoặc hàng tháng các bạn hãy gửi cho họ một cái email. Trong cái email đấy các bạn kèm theo là 10 cái video hướng dẫn ép hoa quả loại này, ép hoa quả loại kia để tốt cho sức khỏe, để đi du lịch, để detox, thanh lọc cơ thể, vân vân. Đó, chúng ta có thể làm những cái video chúng ta hướng dẫn như vậy. Như vậy chúng ta gọi nó là chăm sóc khách hàng sau bán, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng công cụ nào để chăm sóc? Thì có rất nhiều các công cụ ở trên thị trường bây giờ, như là trò chuyện qua Facebook, qua Zalo, qua điện thoại, qua SMS, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể tạo các group kín trên Facebook dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng hiện tại, đúng không ạ? Chúng ta có thể tương tác với khách hàng, chúng ta có thể lấy các cái feedback của khách hàng. Chẳng hạn như là họ sử dụng cái sản phẩm giày dép của chúng tôi. Tôi đang làm giám đốc kinh doanh cho chuỗi cửa hàng giày dép trẻ em cao cấp Crown Space. Crown tức là cái vương miện ấy. Space tức là cái chúng ta dịch là không gian. Và
Thế thì cái không gian hoàng gia, ground, nó cũng có một cái nghĩa là không gian nữa, là hoàng gia nữa. Và ground space, không gian hoàng gia. Thì ví dụ như là chúng tôi sẽ chăm sóc bằng cách là chúng tôi sẽ hỏi khách hàng họ đã nhận được sản phẩm chưa, con họ đi như thế nào, có thích không, chị có thể cho xin cái ảnh để em làm tư liệu được không ạ, cháu rất là xinh như thế cho em xin cái vân vân, rồi mình khen khách hàng vân vân. Thì đấy nó chính là cái cách chúng ta chăm sóc khách hàng sau bán, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta là một dân sale thì chúng ta có thể duy trì cái mối quan hệ này lâu dài với khách hàng bằng cách là chúng ta thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Thế rồi thì chúng ta có thể hỏi feedback, phản hồi của khách hàng về cảm giác, về trải nghiệm, về ý kiến, trò chuyện với khách hàng, hoặc là xin những cái video hoặc là những cái hình ảnh feedback của khách hàng dành cho sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Với những cái thông tin như thế, chúng ta đưa lên kênh YouTube, đưa lên fanpage, đưa lên website rất là tốt, có đúng không ạ? Các chị hiểu ý tôi không? Vâng. Thế rồi chúng ta cũng cần phải xác định cũng như là xây dựng cái dịch vụ bảo hành, cái dịch vụ hậu mãi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải thiết kế cái chính sách bảo hành cho khách hàng, bảo hành bao nhiêu tháng, bảo hành những lỗi gì, bảo hành tại nhà hay bảo hành tại shop của chúng ta, đổi trả như thế nào, hướng dẫn vận hành lắp đặt ra sao. Chúng ta sẽ phải viết ra và hướng dẫn ra rất là rõ ràng, và chúng ta phải cam kết thực thi cái việc đó, được chưa ạ? Và chúng ta phải đào tạo nhân sự để thực thi cái việc sử dịch vụ và bảo hành của chúng ta, nhất là đối với đồ điện tử, lò vi sóng hay là bếp điện tử hay là máy giặt. Thì thường là cái quá trình bán hàng sẽ bao gồm cả cái phần lắp đặt, và đôi khi lắp đặt xong rồi chúng ta vì một lý do nào đó quên, chưa làm được chu đáo thì nó không lên, đúng không ạ? Người ta lại gọi anh ơi chị ơi là cái máy giặt nó không chạy, cái điều hòa nó không mát, nó bị rò nước vân vân. Thì cái dịch vụ bảo hành rất là quan trọng tại cái thời điểm đó, nó sẽ làm cho khách hàng yên tâm khi mua các sản phẩm của chúng ta. Và chúng ta cần phải cam kết về thời gian, thời lượng chúng ta thực thi cái việc đó, được chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phương pháp đấy là tặng quà, khuyến mại, voucher, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như chúng ta cũng có thể sử dụng quà của chính chúng ta để chúng ta tặng cho khách hàng, hoặc là sử dụng quà của đối tác. Đấy. Ví dụ như là mình tặng một cái cặp vé xem phim chẳng hạn, hay là một cái voucher đi spa hay là đi làm tóc chẳng hạn. Thí dụ như vậy thì chúng ta có thể liên kết với các cái đối tác khác để chúng ta lấy các cái voucher như vậy, chúng ta sẽ bán chéo và chia sẻ cái lợi ích cho các cái tập khách hàng chung của chúng ta. Tôi thì lấy thí dụ như là cái việc mà tặng quà khuyến mại voucher cho khách hàng ấy, thì là nhà hàng ấy, tôi thấy họ rất là hay áp dụng. Cứ ăn xong thanh toán 500, 1 triệu xong, đúng không ạ? Thế họ lại tiếp tục là em tặng anh cái voucher 100.000, 200.000 cho lần tiếp theo. Thế anh cảm ơn, cất vào trong ví. Thế lần sau đi đâu mở ra, ví mở ra lại thấy là đấy, cái nhà hàng X này nó có cái voucher 100.000, hay là nó có cái voucher 200.000, hay là nó tặng cho mình mấy chai bia, hay là tặng cho mình một cái món gì đó. Thế vì cái món đó chúng ta lại quay lại nhà hàng. Đó chính là cách mà chúng ta chăm sóc khách hàng sau bán, để khách hàng tái mua, để khách hàng thêm yêu mến, thêm trung thành, thêm thỏa mãn. Và rất nhiều các cái phần bán hàng là phải cái phần lắp đặt, cái phần bảo hành xong xuôi thì nó mới có thể bán tiếp được, hoặc là nó mới có thể hoàn thành được cái quá trình thanh toán của khách hàng, chứ không đơn giản là cứ giao hàng xong là thu tiền là xong đâu, được chưa ạ? Thế thí dụ như là một cái ví dụ khác là chúng ta bán thời gian thì sao, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ hỏi khách hàng là sản phẩm có làm cho khách hàng hài lòng hay không, đấy, mặc lên có đẹp hay không, đúng không ạ? Rồi thì có thể xin ảnh làm feedback, xin các cái phản hồi, và rồi có thể làm các cái chương trình giảm giá, khuyến mại cho khách hàng, làm thẻ VIP, tích điểm. Đấy, rồi thì đối với những cái sản phẩm có giá trị cao, có thể là đưa họ đi nước ngoài du lịch, hay là cho họ nghỉ dưỡng một đêm ở những khách sạn, hay là đi đánh golf vân vân. Thì cái này thì tùy thuộc vào cái khả năng tài chính, cái chính sách của công ty, cũng như là cái khả năng của sale. Thì nhớ rằng đối với chúng ta là một người làm sale thì chúng ta cần phải chủ động chăm chút khách hàng từng ly từng tí một, cho đến cái quá trình chốt đơn xong, thanh toán xong, giao hàng xong và khách hàng yên tâm đi vào vận hành. Thì sau đó thì rất có thể là họ sẽ quên đi và họ bận rộn, họ cũng không để ý, thì chúng ta đã hoàn thành. Và lâu lâu chúng ta phải quan tâm đến họ. Chứ còn tôi thấy có nhiều người
bán xong, cầm tiền xong là phủi tay, tình một đêm, không chăm sóc gì cả. Và khách hàng họ, tuy có thể họ không giận lúc đó đâu, nhưng mà sau này họ sẽ dặn lòng là không bao giờ mua của nhà đấy nữa, không bao giờ mua của thương hiệu đấy nữa, và không bao giờ mua của thằng đấy nữa. Thì đó là một số cái phần tôi vừa trình bày dành cho cái việc là các bạn muốn trở thành một kinh nghiệm sale, mua bán hàng chuyên nghiệp, đúng không ạ? Bán giỏi nhất, bán được nhiều nhất, thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Thì đó là kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán. Đây là một kỹ năng rất cần thiết, và chúng ta có thể sử dụng các cái phần mềm CRM. Đấy, ví dụ như là các cái phần mềm miễn phí trong nước, phần mềm miễn phí ở nước ngoài như là Zoho hay là Allegi. Ở Việt Nam thì cũng có Getfly, rồi thì rất nhiều các phần mềm bán hàng khác nó cũng có những cái tính năng, đặc biệt là có những cái phần mềm nó có tính năng automation marketing, tức là chúng ta sẽ làm chăm sóc hàng tự động, SMS tự động, email tự động, đúng không ạ? Inbox tự động hay là tổng đài gọi điện chăm sóc khách hàng. Thí dụ như là một số những cái đơn vị mà người ta đi phục vụ cái dịch vụ là taxi đi Nội Bài ấy, là tôi hay đi công tác bằng máy bay nên tôi biết, nhấc điện thoại lên gọi cái là người ta đã biết anh Phan Anh gọi, số điện thoại, địa chỉ nhà hay đi chuyến như thế nào. Thế thì đấy là một cái cũng khiến khách hàng rất là vui lòng. Thì đó cũng là các kỹ thuật để chăm sóc các khách hàng sau bán. Chúng ta có thể sử dụng email này, sử dụng Facebook này, Zalo này, chúng ta có thể sử dụng telesale này, chúng ta có thể sử dụng phần mềm CRM này, chúng ta có thể sử dụng call center hoặc là những cái phần mềm tương tự để chúng ta có thể làm để cái việc chăm sóc khách hàng sau bán này tốt hơn, và cái việc đầu tư cũng không tốn kém, chúng ta có thể làm. Vâng, nếu các anh chị và các bạn có câu hỏi nào hoặc là muốn trao đổi thì xin vui lòng hãy liên hệ với tôi là Phan Anh ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com hoặc website bamarketing.vn, Facebook Phan Anh VCU, VCU là trường đại học thương mại đấy ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo, bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào.